Hỏi đi em. Mời bạn nam. Mời em gái giới thiệu đi cưng. Dạ em xin chào chị Cát Tường ạ. Chào anh Quyền Linh và chào mọi người đang ở trường quay ạ. Và chào anh bên kia. Em tên là Đặng Thị Nhâm ạ. Năm nay em 26 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Công việc hiện tại của em là kế toán ạ. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Nghệ An chị. Dạ. Rồi mời bạn trai. Dạ em xin chào anh Quyền Linh ạ. Dạ em xin chào chị Cát Tường ạ. Dạ, em tên là Phan Nhật. Hiện tại là em sinh sống và làm việc tại trung tâm dạy nghề lái xe dầu khí. Nghề nghiệp của em là giáo viên dạy thực hành. Còn quê em thì miền Cát Trắng, Quảng Trị. Quảng Trị đến Nghệ An cũng không xa lắm ha. Muộn về nhà bạn gái là phải đi ngang nhà em. Về nhà bạn gái đi ngang nhà em. Tiện quá ha. Em làm việc ở đâu em? Dạ, em làm ở huyện Tân Thanh, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu hả? Dạ. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi nha. Em giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của em đi. Dạ, điểm mạnh của em đó là em biết hát ạ. Em biết nấu ăn. Thì cái món ấn tượng của em đó là món trứng luộc ạ. Trời ơi, ấn tượng lắm hả? Em luộc trứng thì sao mà ấn tượng? Tại dễ chị. Vậy mai một anh về anh luộc rau cho em là được rồi. Dạ, em thích rồi đó anh. Em rất là yêu động vật. Đặc biệt là em rất là thích chó. Em nhớ là ngày xưa nhà em có nuôi một đàn chó con á. Thì em buổi tối em không có ngủ ạ. Mà em canh bắt muỗi cho chó chị. Cuối cùng chó ngủ ngon lành, còn em thì bị muỗi cắn ạ. Trời đất ơi, bắt muỗi cho chó ngủ mình bị muỗi cắn. Dạ. Thì bây giờ còn nuôi con nào không? Dạ, em vào đây thì ở nhà vẫn nuôi. Khuyết điểm của em thì em dễ giận. Nhưng mà em giận có tâm lắm, có nghĩa là em tự giận rồi em tự hết á. À, tại dạ. Mình giận không ai năn nỉ hết, thôi tự hết luôn cho em ơi, cho anh hỏi đi lúc... Đó, chị. Em ơi, vâng cho anh hỏi lúc mà em giận lên em có cặn có bậu gì không? Không, em giận hiền lắm anh, em im lặng thôi ạ. Em cũng rất là biết ướt đó chị. Dạ. Rồi khóc rồi có ai dỗ không hay tự khóc tự nín luôn? Dạ, tự lấy thau với khăn bắt nước mắt thôi. Thau với khăn luôn hả? Vâng. Khóc nhiều lắm hả em? À, anh biết lâu vì sao mà ngoài quê hay luộc rồi đó. Bạn trai bên kia rồi có hay dỗ bạn gái không? Có kinh nghiệm gì dỗ bạn chưa gái thì bạn gái khóc không? Không biết dỗ. Em là cái ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Dạ, em ưu điểm thì em tự lập từ nhỏ. Thì nấu ăn thì nói chung nấu được. Làm việc nhà thì ok. Nghe cái tình trường là chưa có kinh nghiệm gì hết hả em? Dạ nói chung là cùng có mà chia tay lâu quá rồi, lâu ngày rồi mà mình chưa gặp có người nào để mình chia tay. Bao lâu rồi? Cùng mười mấy năm rồi. Quen mấy năm mà chia tay mười mấy năm rồi? Quen nhau một năm rưỡi mà chia tay khoảng 13-14 năm rồi. Từ đó đến giờ không có mối tình nào nữa hả? Cũng có quen mà những người mà em quen thì không quen em. Tình đơn phương. Vậy là chỉ có một mối tình hồi coi như này là chung thủy lắm đó. Hồi xưa thôi. Còn em thì sao? Để em tính xem nào. Thực chất là chưa có mối tình nào hả chị? Để tính coi mà chưa có mối tình nào hết. Dạ, tại râu ria thì mình bỏ qua, chính thức thì chưa. Vậy là có nắm tay chưa? Dạ, có nắm tay bạn trai rồi, bạn trai ở lớp đó chị. Hôn má chưa? Chưa, chưa luôn hả? Vâng. Bữa nay là có hôn má đó nha. Vâng. Bây giờ mong muốn mình tìm một mẫu người bạn trai như thế nào em? Đầu tiên là phải chững chạc, điềm đạm rồi luôn luôn lắng nghe nhưng đừng có lâu lâu mới hiểu á chị. Bạn trai phải tâm lý nữa. Rồi biết nhậu một xíu là bởi vì nhà em là có năm ông anh rể mà toàn cao thủ không. Nhậu chút xíu thì đi kiếm bạn trai. Nhậu chi vậy? Ý là nhậu chút xíu thôi chị, chứ đừng có mà ngày nào cũng nhậu. Để đủ giao lưu thôi ha. Dạ. Tại vì em cũng biết chút xíu. Em cũng nhậu luôn hả? Vâng, thì buồn cũng làm ít thôi chị. Mấy chai? Thì tầm cỡ 2-3 lon gì đó. 2-3 lon. Dạ. Rồi cũng được. Đừng có hút thuốc á. Anh có hút thuốc không anh? Có. Nói chung là thích hút mướn thích thì thôi chứ không có ghiền. Anh chưa có ghiền cái gì hết á. Cái gì cầm lên được là anh bỏ xuống được à. Chỉ có anh lúc nào anh buồn thì anh mới cầm một điệu lên anh hút. Đó lúc một tháng anh hút một điệu cũng có. Mà lúc một năm anh hút điệu nào cũng có. Anh không có ghiền thuốc. Nên lúc nào buồn cứ nói chuyện với em đừng hút thuốc anh. Dạ thì sau này nếu mà ở chung một nhà mỗi lần anh cầm điệu thuốc lên là em biết đấy. Vâng. Biết là anh buồn rồi đó. Thì đừng bao giờ em làm anh buồn nên khỏi hút thuốc đúng không? Em thích một người bạn trai lạnh lùng một xíu. Nhìn thấy gái lạnh lùng á chị. Trời, là bơ với gái luôn hả? Bơ luôn. Rồi người ta lạnh lùng với em luôn thì sao? Không, chỉ mỗi em là đừng có lạnh lùng thôi. À, lạnh lùng với em thôi. Còn không lạnh lùng với em. Vâng, vâng. Không phải lạnh lùng với tất cả các cô gái khác. Đúng rồi chị. Dạ. Nhưng mà em yên tâm đi, anh này mười mấy năm mà không có người yêu thì em hiểu rồi. Biết anh lạnh cỡ nào rồi. Anh lạnh cỡ nào, lạnh ngắt luôn rồi đó. Quan trọng bây giờ hôm nay em làm anh nóng thôi. Vâng. Rồi bây giờ anh tìm mẫu người bạn gái sao anh trai? Em thích phụ nữ là mặc quần tây, áo trắng hoặc là quần jean thì áo bốn màu trắng. Rất là đẹp, tóc dài, biết suy nghĩ cho người khác, biết chăm lo cho gia đình.
Còn về vấn đề mà người phụ nữ thì có thể là em chăm sóc cho họ, còn họ chăm sóc cho con em là được rồi. Rồi. À. Điều gì em không thích ở người phụ nữ? Hiền quá. Nếu mà hiền quá là trông hư. Trời. Vậy là chắc anh này anh cũng hư lắm, anh sẽ cần cái người dữ dằn cao tay ấn một chút. Em đừng có hiền nha. Rồi để học hay đó. Hiền quá trông hư á. Mà ra đường em, lên. Ra đường em có hay nhìn gái không? Dạ, đàn ông mà chị cũng có. Nhưng mà cô này là cổ tuyệt đối cấm, chỉ được nhìn mình cổ thôi. Cảnh là tuyệt đối cấm. Ra đường là phải lạnh băng, cổ dữ lắm. Em đòi không chịu tìm người hiền. Cô này cổ dữ lắm á. Ra ngoài đường mình nhìn cô ấy đâu biết đâu. À, nhìn lén hả? Dạ, đúng rồi. Thì nhìn gái toàn liệt, không nhìn thẳng được. Anh ơi, em có giác quan thứ 6 thì anh nhìn lén em biết hả? Ghê chưa? Em ơi, giác quan thứ 7 chủ nhật anh cũng lo chứ thứ 6 làm gì. Mạnh miệng dữ. Kế hoạch kết hôn của em sao? Càng sớm càng tốt. Mình đã chuẩn bị những gì rồi? Dạ, em thì nhà cửa thì có hết rồi. Nói chung thiếu gì hết, mỗi thiếu nợ. Em nói thật đó. Thiếu ngân hàng để tiền lấy tiền làm ăn đó đúng không? Dạ. Bây giờ em ở Vũng Tàu, cô này ở thành phố. Thì kiểu như hẹn hò thì bao lâu là em mới thăm cổ đi chơi, đưa cổ đi chơi đồ được? Công việc của em á thì dày lại xe ô tô, cho nên thường là em rất bận vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Còn ngày trong tuần thì có thể sắp xếp được. Bao lâu thì lên thăm cổ được một lần? Tùy theo tỷ nửa bốn mắt nhìn nhau. Chứ bây giờ hứa thì làm sao? À, mình thích thì sẽ đúng nhiều lần, mà ít không thích là đúng, động lực càng cao đi càng nhiều. À, rõ ràng vậy đúng rồi. Được. Đúng không? Rất là bản lĩnh, rất là tự tin. Rồi. Triệu like không chị? Hả? Có triệu like không chị? Không, chị thì chỉ có một like thôi em. Làm gì mà triệu like dữ vậy? Rồi, bạn gái. Em có ngại đường xá xa xôi không? Yêu nhau mấy nước cũng đẹp, mấy nước cũng trèo. Vấn đề chỗ là anh này nghề nghiệp ổn định nè. Ha. Nói anh nói vui thôi. Chứ mười mấy năm anh không có người yêu thì chắc chắn anh cũng rất là chững chạc, chứ nếu không cái chục mối tình rồi. Dạ. Anh lấy em về Vũng Tàu làm dâu em chịu không? Dạ, thì nếu mà yêu nhau thật lòng thì đâu cũng được anh. Đâu cũng được đúng không? Dạ. Em có cái mẫu người lý tưởng nào không? Dạ, như anh là được rồi. Như anh hả? Dạ. Anh này anh ốm hơn anh đẹp trai hơn anh, có anh duyên hơn anh. Dạ, em vì em thích nữa. Thích nữa đúng không? Dạ. Anh hơi mập. Khoe làm chi vậy, ta nhìn ta biết rồi còn khoe nữa. Thiệt, giấu bớt đi. Thôi, đàn gái cũng có duyên, cũng dễ thương ha. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ, em đi với hai chị gái và bạn của em. Dạ, em xin chào anh Quỳ Linh. Rồi, chào và em. Chị Cát Tường dễ thương cùng toàn thể quý vị khán giả. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, em thấy bạn trai bên này tính tình cũng hiền lành, nói chuyện cũng dễ thương. Ngoại hình thì hơi gầy chiếu. Ở nhà thì Nhâm là tuy vui vẻ hoạt bát với sống hoạt động là vậy, nhưng em ấy sống rất là nội tâm, có chuyện gì buồn vui buồn gì là ít tâm sự cùng ai lắm, mà giấu mình là khóc rồi. Cho nên đến với chương trình, chị mong hai em là có thể cho mình một cơ hội tiến xa hơn, và xa hơn nữa là có thể là hôn nhân. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với em trai ruột và em gái ruột luôn. À, dạ, em xin chào chị Cát Tường xinh đẹp. Em chào anh Quyên Linh dễ thương và chị gái bên này ạ. Theo em nhận xét, chị gái ở bên này cũng là khá dễ thương, búp máp, không quá gầy. Nói chung là phù hợp với tiêu chí của anh em tìm kiếm ạ. Anh trai của em cũng rất là nóng tính, nhưng mà em nghĩ cái sự nóng tính đó chị sẽ kiềm lại được. Và hiện tại thì anh em cũng có nhà riêng rồi, ở một mình rất là đơn độc. Nói chung là ông ở nhà riêng ở một mình thôi, nên cũng mong có vợ để về ở với ông cho vui. Em xin cảm ơn ạ. Em nghĩ thì anh chị đang cho mình một cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, bây giờ kéo màn lên ha. Hai người này bổ trợ cho nhau được đó. Thì lần đầu tiên em nhìn thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh cũng hiền, cũng chân thật. Nói chung là nhìn ở bên kia thì em cũng thấy thích rồi. Từ bên nào anh? Bên tấm rèm chưa kéo xuống á. Để anh gặp nhau đâu ngoài đường anh nhé. Anh thấy em sao? Giống như em gái mà nói sao? Anh có quan trọng về ngoại hình không? Người đàn ông nào cũng có hết. Anh thấy em thế này là ổn chưa? Nói chung thì về mặt băng chúng thì cũng ổn. Làm như đi coi mặt bằng. Còn cái mặt bằng riêng là chưa biết không? Dạ. Anh có thích đi du lịch không? Đi du lịch thì hầu như ai thích đi. Anh cũng vậy thôi. Tại vì em rất là thích đi du lịch. Là em hy vọng nếu mà mình có hội thì mình cùng nhau đi du lịch. Anh có thích đọc sách không? Không. Anh ngày xưa anh đi học là đọc truyền thì anh chỉ có xem hình, cũng có đọc chữ. Đọc chữ nhiều mệt, xem hình cho nhanh.
Dạ. Hồi nãy bạn nữ giới thiệu ưu điểm là hát hay. Em có muốn nghe bạn nữ hát tặng mình một đoạn nào đó, một bài hát nào đó không? Dạ có chị. Xin gửi tới mọi người một đài câu vọng cổ. Vọng cổ. Ai đã cùng em thề câu nguyện ước, trầu cau mâm quả đưa sang đàn trai đón dâu về. Chim quyên có bạn có bầy, nỡ sao anh để lẻ bầy lòng em. Có thương có nhớ quê nhà, vì mà nghe giọng cô nhớ hoài tình em. Hay chứ. À, lạ đấy. Bạn trai đáp lại liền. Anh đi. Hòa bình ơi ơi hòa bình ơi, sao em nỡ lòng lúa khô ngoài đồng, sao em nỡ lòng. Em biết không? Đây, rồi đó hả? Đang đặt cảm hứng này. Hả? Đang đặt cảm hứng vậy như đang dừng hết. Đó, anh đang tăng cảm hứng lên đó, vỗ tay quá trời luôn đó. Thế là vui rồi rồi. Sao em nỡ lòng để lúa khô ngoài đồng hết. Sao em nỡ lòng được rồi. Rồi tiếp tục tâm sự đi hai bạn. Hẹn hò như thế nào? Đúng rồi. Đó hồi nãy em nói là khi nào phải thấy mặt rồi mới biết được, tuần lên mấy lần rồi giờ em chia sẻ. Giờ tuần lên mấy lần anh? Có thể là tuần nếu mà được thì có thể là lên 2-3 lần. Có thể là 1 lần. Xa lắm à. Thường anh dành mùa nào? Không có biết trước được. Bởi vì phụ thuộc vào học viên. Bây giờ trong trường thường là dạy lại nhưng mà giống như là kiểu dịch vụ vậy đó. Mình phải làm cho hài lòng khách, thời gian là không hứa được. Đúng rồi, họ rảnh giờ nào mình phải dạ, tập lái cho họ giờ đó dạ. Đúng không? Em thấy anh ít hỏi quá. Anh đang nhìn đó. Anh đang anh có thấy sét, có thấy tia sét nào? Thử cầm tay kìa, có thử tay có truyền được điện không? Đúng rồi, tay có đổ mồ hôi nhiều không? Dạ. Cầm lâu lâu chút đi. Cầm đi, chừng nào mà thấy ướt mồ hôi mới được. Cầm đi, cầm chặt hai tay. Lấy để ướt luôn cho ướt. Cầm tay rồi thấy gì? Em thấy lạnh thôi chứ không có thấy nóng từ sét gì cả. Em sẽ nói trước nha. Em nghĩ là mình đến đây là một cái duyên rồi. Thì em hy vọng là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, bạn trai sau khi nắm tay xong thì mình cũng phát biểu cảm nghĩ của mình hiện tại như thế nào. Rồi chúng ta quyết định. Anh suy nghĩ đi. Cho suy nghĩ tới sáng đó. Có lẽ là anh em mình tới đây là gặp nhau coi như là có duyên. Anh là người đàn ông thích nói thật chứ không giả dối. Yeah. Thì thật lòng anh luôn. Thì chắc anh em mình không có cảm xúc. Yeah. Cảm ơn anh. Cảm ơn hai bạn. Yeah. Hãy đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Cảm xúc của mỗi cá nhân là chúng ta nên tôn trọng. Nhân duyên để gặp nhau ở đây, có những phút để trò chuyện với nhau. Bây giờ chúng ta hãy cảm nhận lại về cái suy nghĩ của mình, về cảm xúc của mình từ nay đến giờ để đưa ra quyết định. Đủ cảm xúc thì chúng ta bấm, không thì chúng ta có quyền không bấm. Đó là quyền lựa chọn của mỗi người. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Có thể là các bạn có duyên nhưng chưa có phận với nhau. Đừng lo lắng gì cả. Có thể chúng ta sẽ trở thành những người bạn rất tốt. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình.